Ở đâu thế mẹ? Nghe cái thằng mà áo trời nó đi học thả mẫu. Cô biết sao mà thả mẫu. Chưa đeo gì nữa. Trong chị dạ gì vô trong này đó mình cho lại cái bàn ghế mấy đứa kia làm khách với Lào à? Nhàn đâu rồi? Thank you.
Sáng chị vô chị xếp hàng mua cà phê. Nó còn 5 người nữa mới tới lượt chị. Chị đứng được. Nó còn quản lý. Chị Lan ơi, qua đây. Lên phía trên cùng. Tự nhiên biết. Ý là không biết là không biết tại chị gọi kêu lên đầu khỏi đứng chờ khỏe. Tụi con áo đen là con quản lý ha, quản lý là kèm mình lên là không ai nói được cái từ. Mấy áo đỏ là nhân viên, cái nhân viên không phải quản lý, quản lý là có quyền. Chị nhà. Đó là chị này còn một khách quay được á. Ừ, chờ xí, Ly xuống chờ. Dạ. Cô này mà nóng tóc mà hôi rồi nè. Đang con đeo khẩu trang vải. Nóng không? Nóng đúng không? Bây giờ ừ. Không thể nào. À, tắt cái này luôn. Cái đèn nó luôn. Chị lên giường á. Hình như nhà ngoài dưới nó chưa đợi coi số ai cũng quay á. Dạ. Ừ, quay là để Ly. Cái nhà này. Ly làm xong chưa Ly? Anh làm. Xong Ly xuống dưới. Cái nhà ngoài dưới hậu. Coi nhà dưới nó kìa xuống dưới nó quay. Từ từ nhân rảnh thì em lại đang làm. Nó xong rồi. Xong rồi đó chị. Được rồi đó chị. Wow.